Kính thưa quý Phật tử, thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có vị vua tên Ba Tư Nặc rất tin kính Tam Bảo và là đệ tử đắc lực của Đức Phật. Vua và Đức Phật cùng một tuổi. Vua Ba Tư Nặc lên ngôi năm 26 tuổi, cai trị đất nước Kosala rộng lớn và kinh thành tại Xá Vệ. Vua có người vợ chính tên là Mạc Lợi, rất xinh đẹp, đức hạnh, đạo tâm và rất thương yêu chồng mình. Hoàng hậu Mạc Lợi rất tôn kính Đức Phật và thường đến Tinh Xá Kỳ Viên để nghe Pháp. Do hiểu được Phật Pháp nên Hoàng hậu Mạc Lợi muốn vua Ba Tư Nặc cũng thấm nhuần Phật Pháp, đã khuyến khích, động viên cũng như hướng dẫn vua đến với Phật Pháp. Vì nể vua Ba Tư Nặc đến gặp Đức Phật. Sau lần gặp đầu tiên đó, vua Ba Tư Nặc đã quy y Tam Bảo và trở thành người đệ tử đắc lực của Đức Phật. Trong kinh Tương Ưng Bộ 1 có chép về câu chuyện lần đầu tiên vua Ba Tư Nặc đến gặp Đức Phật. Một hôm vua Ba Tư Nặc đến Tinh Xá Kỳ Viên gặp Đức Phật. Vua nêu lên thắc mắc của mình về vấn đề chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thì vua được biết các vị Sa Môn Bà La Môn là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội có danh tiếng, được quần chúng tôn sùng. Khi hỏi họ về việc chứng đắc thì chưa ai dám nhận mình chứng quả. Do vậy, nhà vua mới đặt nghi vấn là Đức Phật tuổi thì còn trẻ, sinh sau đẻ muộn, mới xuất gia, thì làm sao mà lại chứng quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác được? Sau khi nghe hỏi như vậy, Đức Phật cười nói: việc chứng quả không phải là căn cứ ở người già hay là người trẻ, mà khi đầy đủ nhân duyên phước báo thì thành tựu. Ví như một cái cây đủ nhân duyên thì ra hoa kết quả. Đồng thời Đức Phật cũng phân tách cho vua nghe về bốn thứ trẻ mà không nên coi thường. Thứ nhất, hoàng tử trẻ. Thứ hai, con rắn trẻ. Thứ ba, đốm lửa trẻ. Thứ tư, tỳ kheo trẻ. Hoàng tử trẻ về sau sẽ làm vua. Khi làm vua thì toàn quyền sanh sát trong tay vua. Con rắn trẻ nó là con rắn độc, sẽ cắn mình chết. Đốm lửa trẻ là đốm lửa nhỏ đó. Tuy nó nhỏ nhưng mà nó có thể đốt hết cả thế gian này. Một tỳ kheo trẻ sau này thành Phật thì độ tận chúng sinh. Đức Phật nói vua không nên khinh thường bốn thứ trẻ này. Sau khi phân tách cho vua nghe, vua hiểu ra và đã quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Đức Phật.
Có một lần vua Ba Tư Nạc đến gặp Đức Phật vào giữa trưa. Phật hỏi lý do. Vua bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, tổ mẫu con vừa mệnh chung thọ được 120 tuổi, con rất thương, rất nhớ và rất đau khổ. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có thể cho một con voi báu để tổ mẫu con khỏi chết, con sẵn sàng cho. Nếu có thể cho một con ngựa báu để tổ mẫu con khỏi chết, con sẵn sàng cho. Nếu có thể cho một thôn làng tốt đẹp để tổ mẫu con khỏi chết, con sẵn sàng cho. Thậm chí nếu có thể cho cả quốc độ này để tổ mẫu con khỏi chết, con sẵn sàng cho. Đức Phật cười nói: thưa đại vương, tất cả chúng sinh đều phải chết, đều kết thúc trong sự chết, đều không vượt qua sự chết. Đức Phật lại lấy một ví dụ rất hay. Phật nói: ví như một món đồ gốm, dù chưa nung hay đã nung chín, đều phải bị bể, đều kết thúc trong sự bể, đều không vượt qua sự bể. Sau khi trình bày những thí dụ cụ thể, nhà vua nhận ra và trong lòng bớt đi đau buồn, thương nhớ tổ mẫu của mình. Qua câu chuyện này cho chúng ta một bài học: thân người là do đất, nước, gió, lửa tạo thành. Đã do đất, nước, gió, lửa tạo thành thì một ngày nào đó nó cũng sẽ trở về đất, nước, gió, lửa. Người ta thường nói thân cát bụi trở về cát bụi. Đức Phật lấy một cái ví dụ rất là hay. Một món đồ gốm, mà đồ gốm đó xin hỏi quý vị làm bằng gì? Làm bằng đất. Vậy thì đã làm bằng đất, trước sau gì nó cũng trở về đất. Quá hay. Thân của chúng ta do đất, nước, gió, lửa, một ngày nào đó cũng trở về đất, nước, gió, lửa. Sau này cha chết, mình nói cha đã trở về. Mẹ chết, mình nói mẹ đã trở về. Chồng chết, mình nói chàng đã trở về. Vợ chết, mình nói nàng đã trở về. Con chết, mình nói nó đã trở về. Thực sự mà nói đó là sự trở về thôi. Khi hiểu như vậy thì mình không còn cái gì là buồn khổ nữa. Bởi vì bản chất của mình là đất, nước, gió, lửa, thì sau này nó cũng trở về đất, nước, gió, lửa. Đó là điều tự nhiên. Đó là sự trở về. Thì một câu chuyện tuy ngắn nhưng cho chúng ta một bài học rất quý giá. Có một lần vua Ba Tư Nạc đến tinh xá hỏi Đức Phật: có một pháp nào có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai, hạnh phúc đời này và đời sau? Đức Phật trả lời:
có một pháp có thể đưa đến chứng đắc và tồn tại cả hai hạnh phúc đời này và đời sau. Đó là pháp không phóng dật. Chỉ đơn giản có một pháp như vậy thôi mà có thể đem lại hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Không phóng dật là gì? Không phóng dật có nghĩa là không buông lung chạy theo dục vọng. Không phóng dật cũng có nghĩa là không tham đắm vướng mắc các pháp bất thiện. Như vậy, nếu chúng ta không buông lung theo dục vọng, tham đắm vướng mắc các pháp bất thiện, thì mình không tạo ác nghiệp. Đã không tạo ác nghiệp thì không có ác. Ác gì? Ác báo hay là ác quả, đúng không? Mà không có ác báo, không có ác quả thì đó là chúng ta đang có hạnh phúc ở đời này và cả đời sau. Rất đơn giản, Đức Phật chỉ dạy cho một pháp thôi. Nếu mình không buông lung chạy theo dục vọng, không đắm nhiễm vướng mắc các pháp bất thiện, chúng ta sẽ có được an lạc hạnh phúc ở đời này và đời sau. Muốn được không đắm nhiễm vướng mắc chạy theo các dục vọng thì tâm của chúng ta phải trong sạch. Bởi vì tâm của chúng ta có trong sạch thì lời nói và hành động trong sạch. Còn tâm của chúng ta ô nhiễm chạy theo pháp bất thiện dục vọng thì lời nói và hành động của chúng ta cũng sẽ ô nhiễm và bất thiện. Muốn không có buông lung theo dục vọng, không đắm nhiễm vướng mắc theo các pháp bất thiện thì phải giữ tâm trong sạch. Giữ tâm trong sạch không gì bằng chúng ta nhớ Phật, niệm Phật. Người ta nói tâm tưởng sự thành, nghĩa là khi tâm của mình nghĩ cái gì thì mình thường làm theo cái đó. Nếu mình nghĩ Phật thì làm theo theo Phật. Mình nghĩ ma thì làm theo theo ma. Nghĩ về dục vọng thì chạy theo dục vọng. Nghĩ các pháp bất thiện thì làm những điều bất thiện. Rất rõ ràng. Như vậy, muốn tâm không phóng dật thì chúng ta phải giữ tâm của mình trong sạch. Muốn tâm của mình trong sạch không gì hơn lúc nào cũng nhớ Phật. Khi chúng ta nhớ Phật thì mình sẽ không nghĩ điều xấu, không nói lời xấu, không làm việc xấu. Mà không nghĩ nói làm việc xấu, chúng ta không tạo ác nghiệp. Mà không tạo ác nghiệp thì không bị ác quả. Không bị ác quả thì chúng ta có được an vui, hạnh phúc ở đời này và cả đời sau. Quý vị thấy Đức Phật chỉ dạy một pháp không phóng dật. Nếu chúng ta thực hành đến nơi đến chốn sẽ có được an lạc hạnh phúc ở đời này và cả đời sau. Trong kinh Tăng Chi Bộ 4 có chép: một lần nọ, vua Ba Tư Nặc trên đường thắng trận trở về, ghé vào Tinh Xá Kỳ Viên thăm Đức Phật. Khi gặp Đức Phật, vua Ba Tư Nặc đảnh lễ
đầu đặt lên bàn chân Đức Phật, hai tay ôm chân Đức Phật và hôn bàn chân Đức Phật. Vua liền nói lên: bạch Đức Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc nước Cô Sa La. Bạch Đức Thế Tôn, con là vua Ba Tư Nặc nước Cô Sa La. Vua nói lên hai lần như thế. Đức Phật thấy vua hết lòng thành kính, liền hỏi: vì nhân duyên gì mà vua lại kính lễ như thế? Vua liền trả lời: bạch Đức Thế Tôn, để tỏ lòng biết ơn của con, để tỏ lòng cảm tạ của con đối với Thế Tôn mà con thể hiện lòng tôn kính như vậy. Sau đó vua trình bày cái lý do tại sao mình lại hết lòng thành kính. Quý vị thấy một vị vua mà đảnh lễ đầu đặt xuống dưới chân Đức Phật, rồi ôm chân hôn lên chân Đức Phật, hết sức thành kính như vậy. Vua nói tiếp: bạch Đức Thế Tôn, con thấy Thế Tôn đã đem chánh pháp khai mở cho mọi người, đem an lạc hạnh phúc cho mọi người. Thế Tôn có đầy đủ oai nghi giới đức của bậc phạm hạnh. Thế Tôn đã từng sống trong rừng núi cao nguyên hẻo lánh tu hành khổ hạnh. Thế Tôn biết đủ với tất cả vật thực luôn sống thiểu dục tri túc. Thế Tôn là bậc đáng được cúng dường, là ruộng phước của chúng sinh. Thế Tôn luôn hướng thiện, hướng thượng cho mọi người. Thế Tôn đã chứng được bốn thiền. Thế Tôn đã chứng được túc mạng minh, biết được quá khứ của mình nhiều đời nhiều kiếp. Thế Tôn đã chứng được thiên nhãn minh, biết được quá khứ của chúng sinh nhiều đời nhiều kiếp. Thế Tôn đã chứng được lậu tận minh, đoạn trừ tất cả phiền não, chứng đạt an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Cho nên con đã bày tỏ lòng tôn kính Thế Tôn quá mức như vậy. Quý vị thấy một vị vua sau khi hiểu Phật Pháp và thấy được Đức Phật là một người có trí tuệ, một người có đạo đức, một người đã hết lòng vì chúng sinh, một người đã sống thiểu dục tri túc, một người đã chứng được tam minh là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Thấy được trí tuệ đạo đức của Đức Phật như vậy và cái tấm lòng vì chúng sinh, nên vua đã thành kính đảnh lễ lên chân Đức Phật, ôm chân Đức Phật, hôn chân Đức Phật. Một câu chuyện tiếp theo, câu chuyện này được chép ở trong Kinh Tiểu Bộ. Một hôm vua Ba Tư Nặc nằm chiêm bao, thấy có 16 cái giấc mộng kỳ bí. Sau khi thức giấc thì vua sợ quá, mới đem cái giấc mộng của mình nói cho những vị Bà La Môn biết. Thì những vị Bà La Môn này vì lợi dưỡng cho nên nói rằng 16 giấc mộng này đó là điềm báo xâm hại đến tính mạng, vương quyền và tài sản của vua. Vua nghe nói hết hồn, sợ quá, hỏi những vị Bà La Môn: vậy bây giờ phải làm sao để có thể hóa giải được cái điềm xấu này? Lúc đó
những vị Bà La Môn mới nói chỉ có một phương pháp có thể hóa giải, có thể cứu được vua thoát khỏi những cái tai nạn sắp tới, đó là tế lễ. Có nghĩa là giết rất nhiều súc vật để cúng tế, để cầu nguyện vua được thoát khỏi những cái điểm xấu này. Thì nghe như vậy vua mừng quá, nói vậy thì các khanh hãy tổ chức những cái tế đàn cúng cho ta. Mấy ông Bà La Môn này mừng quá, bởi vì đây là cách lừa đảo của mấy ông Bà La Môn thôi. Lúc đó mấy ông mới đi tìm mua rất là nhiều những con thú về để giết, để làm lễ cúng tế, để cầu cho vua được bình an, tai qua nạn khỏi. Thì nghe được tin này, Mạc Lời phu nhân mới hỏi vua lý do gì mà vua lại tổ chức tế lễ như vậy. Thì vua mới nói là vua đã nằm mơ thấy 16 giấc mơ rất là kỳ bí, và khi nói lên điều này cho những vị Bà La Môn thì họ mới chỉ vẽ là phải lập đàn cúng tế thì mới tai qua nạn khỏi. Lúc đó hoàng hậu Mạc Lời mới nói với vua: hoàng thượng đã thỉnh ý vị Bà La Môn tối thượng của loài người và chư thiên chưa? Lúc đó vua mới hỏi: vậy đó là ai? Hoàng hậu trả lời: vị đạo sư Bà La Môn tối thượng của thế gian, bậc toàn tri thanh tịnh vô cấu ấy chính là Đức Phật Thích Ca. Ngài sẽ giải thích đầy đủ cho vua 16 giấc mộng này. Lúc đó vua nghe lời đến gặp Đức Phật và hỏi, đây là câu hỏi của vua: bạch Thế Tôn, lúc gần tảng sáng trẫm đã mơ 16 giấc mộng kỳ bí khiến trẫm kinh hoàng và kể lại cho các vị Bà La Môn nghe. Các vị ấy bảo giấc mộng kia báo trước điềm dữ, vậy để tránh tai họa xảy ra, chư vị ấy phải dâng lễ tế đàn ở bất kỳ ngã tư đường nào. Và chư vị ấy bận rộn chuẩn bị tế lễ, trong khi nhiều sinh vật lo sợ cái chết đang kề trước mắt. Xong, bạch Đức Thế Tôn, xin hãy cho biết những gì sẽ xảy ra từ những giấc mộng kia. Thế Tôn là bậc tối thượng của chư thiên và loài người, bậc toàn tri về mọi việc hiện tại, quá khứ, vị lai. Đức Phật hoan hỷ giải thích cho ông ta 16 cái giấc mộng. Và trong 16 giấc mộng này, hôm nay thầy xin phép được đọc toàn bộ, bởi vì nếu mà thầy nói thì không có đủ được. Đọc thì quý vị nghe nó mới hết được những lời mà Đức Phật giải đáp cho vua Ba Tư Nạn. Và trong những lời giải đáp này có một số giải đáp theo thầy nghĩ rằng nó hình như là diễn ra ở trong thời đại chúng ta. Đây vua bắt đầu nói cái giấc mơ thứ nhất: bạch Thế Tôn, trẫm đã mơ thấy những giấc mơ như thế này. Một, hình như có bốn con bò đực sắc đen tuyền từ bốn hướng chạy vào sân chầu với vẻ muốn đánh nhau. Dân chúng đổ xô đến xem đấu bò, họp thành một đám đông, nhưng bầy bò chỉ dương oai múa vỏ, gầm thét ầm ĩ rồi cuối cùng bỏ đi chứ không đánh nhau.
Đó là giấc mơ đầu của trẫm. Nó báo trước điều gì sẽ xảy ra chăng? Đức Phật trả lời: Này Đại Vương, giấc mơ ấy không có hậu quả gì ngay trong thời Đại Vương hay trong đời của ta đâu. Mà sau này, vào thời kỳ vua chúa san tham bất công, khi dân chúng không theo chánh pháp, thế giới đảo điên, việc thiện suy giảm và điều ác đồng thời tăng trưởng. Trong những ngày thế giới điêu tàn ấy, sẽ không có mưa từ trời rơi xuống, gió không thổi, mùa màng cây cỏ khô héo, nạn đói nổi lên trên địa cầu. Rồi mây sẽ kéo đến từ góc trời như thể sắp mưa, khiến dân chúng vội vã, trước tiên là mang vào nhà mọi thứ thóc, lúa, hoa màu mà phụ nữ đã đem phơi nắng, vì sợ ướt hết. Sau đó đám đàn ông đem xẻng, thúng đi đắp đê. Bầu trời như thể có dấu hiệu mưa tới, sấm nổ ầm ầm, chớp lóe sáng lòe, xé mây. Nhưng rồi cũng như bầy bò trong giấc mơ nọ, không đánh nhau thì mây kia cũng sẽ tan nhanh và mưa chẳng đến. Những việc nọ mà các bà la môn bảo ngài làm chỉ cốt để sinh lợi cho họ thôi. Để quý vị nghe rõ cái giấc mộng thứ nhất chưa? Có nghĩa là vua mơ thấy bốn con bò đực, rồi nó kéo vào sân, nó tính đánh nhau. Thế nhưng mà rồi cuối cùng thì không đánh. Thì ở đây Đức Phật mới giải thích là cái trong cái thời về sau này đó, vua chúa sang tham bất công, dân chúng không theo chánh pháp, thế giới đảo điên, việc thiện suy giảm, các điều ác đồng thời tăng trưởng. Thì lúc đó thế giới rơi vào tình trạng là hạn hán, đói khổ. Lúc đó có sấm, có chớp, mây kéo đến ầm ầm, nhưng mà rốt cuộc thì không mưa. Giấc mơ thứ hai, bạch Thế Tôn, giấc mơ thứ hai của trẫm như vậy. Hình như có những bụi cây con từ dưới đất trồi lên, khi chúng chỉ mới cao chừng vài tấc thì chúng đã đơm hoa kết trái. Đó là giấc mơ thứ hai, và chuyện gì sẽ xảy ra từ đây chăng? Quý vị nghe câu này: Này Đại Vương, giấc mộng này sẽ thành hiện thực vào thế giới suy đồi và con người yếu mệt. Trong thời vị lai, dục vọng sẽ rất mãnh liệt. Có những bọn con gái rất non trẻ đi đến sống chung với bọn đàn ông, và rồi cũng theo lề lối đàn bà, chúng sẽ thụ thai và sinh con cái. Hoa quả kia tượng trưng cho con cái của chúng. Nhưng Đại Vương chẳng có gì phải lo sợ cả. Đại Vương hãy nói cho ta nghe giấc mơ thứ ba. Giấc mơ thứ hai này đó, vua mơ thấy những cái cây con nó mới lên mà đó đã có hoa, có quả. Thì Đức Phật nói rằng trong tương lai, về những cái thời mà suy đồi đó, thì con gái nó mới lớn thôi mà nó đã có chồng và có con. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm mơ thấy bầy bò cái bú sữa con mà chúng vừa sinh ra trong một ngày thôi. Đó là giấc mơ thứ ba, vậy điều gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này, thưa Đại Vương, chỉ thành hiện thực trong thời vị lai, khi các người già không còn được kính trọng nữa. Trong thời ấy, con người không tỏ lòng kính trọng cha mẹ mình hay nhạc phụ nhạc mẫu. Chính con cháu sẽ cai quản tài sản gia đình, và nếu họ muốn, họ sẽ cho cha mẹ thức ăn, áo mặc. Còn nếu không thích thì họ sẽ cất hết,
các quà biếu ấy lại. Lúc ấy đám người già sống thiếu thốn và lệ thuộc vào bọn con cháu. Tùy theo ân huệ ban bố của con cháu mình, giống như bò cái bú sữa bò con vừa mới sinh ra một ngày. Nhưng đại vương chẳng cần phải lo sợ gì cả, hãy kể cho ta nghe giấc mơ thứ tư đi. Quý vị hiểu được cái giấc mơ thứ ba chưa? Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta mở dây buộc đàn bò lực lưỡng mạnh bạo ra, rồi đem đàn bò con bắt kéo xe, và chúng không đủ sức mang gánh nặng đặt lên đầu chúng, nên không chịu đi, chỉ đứng yên, khiến xe cộ không chạy được trên đường xá. Đó là giấc mộng thứ tư của trẫm, và việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này, thưa đại vương, cũng chẳng thành hiện thực mãi cho đến ngày vị lai, thời có các vua chúa bất minh. Trong thời vị lai ấy, các vua chúa san tham, bất chánh, không có lòng tôn kính các bậc trưởng thượng thông thái, am hiểu luật pháp cổ kim, đa mưu túc kế, thành thạo việc đời, nên vua không bổ nhiệm vào pháp đình những vị phán quan thông minh uyên bác về luật vua phép nước. Chẳng những thế, bọn vua chúa ấy quý trọng những người quá non trẻ ngu si và chỉ định chúng vào những chức chủ tọa tòa án. Đám người này vừa ngu dốt việc triều chính, vừa kém cỏi không thể vận dụng kiến thức và thực hành, nên không đủ sức mang nổi trách nhiệm cao cả của chúng hoặc trị dân trị nước, mà sẽ làm nghiêng ngả giềng mối quốc sự vì thiếu năng lực tài ba. Do đó, những bậc cao niên trưởng thượng thông thái kia, dù đầy đủ tài năng, đương đầu với mọi trở lực gian lao, vẫn nhớ rõ là họ đã bị bỏ rơi như thế nào rồi, nên sẽ từ chối giúp sức và bảo: đây không phải là việc của chúng ta, chúng ta là người ngoài cuộc, cứ để cho bọn trẻ nội bộ lo liệu. Từ đó các vị ấy đứng tách rời ra, và cảnh suy tàn sẽ vây hãm đám vua chúa kia từ mọi phía. Chuyện ấy cũng giống như dây thắng đem buộc vào bầy bò con chưa đủ sức kéo xe nặng nề, chứ không phải buộc vào đàn bò kéo xe lực lưỡng từ xưa. Chính bọn chúng đã thừa khả năng đảm đang việc ấy. Tuy vậy, đại vương chẳng có gì phải sợ hãi cả, hãy kể tiếp giấc mơ thứ năm đi. Những giấc mơ này của vua và Đức Phật giải thích ra chúng ta thấy rất là hay. Những con bò có đủ sức kéo thì lại không cho kéo, lại mắc vào những cái con bò còn non còn yếu ớt thì nó kéo làm sao nổi. Vào những cái thời mà suy tàn đó, thì nhà vua đó đi trọng dụng những cái người bất tài vô dụng. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm mơ thấy một con ngựa có cái mồm cả hai bên, thức ăn được bỏ vào cả hai bên nên nó ăn luôn cả hai mồm cùng một lúc. Đó là giấc mơ thứ năm. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, thời kỳ các vua chúa ngu si bất chính bổ nhiệm bọn người tham lam bất chánh làm phán quan. Bọn người hèn hạ này là một bọn ngu si, khinh chê điều thiện, sẽ nhận tiền của hối lộ từ cả hai bên. Trong lúc chúng ngồi ghế xét xử, chúng sẽ nhét đầy túi tham với cách nhũng lạo cả hai phía, chẳng khác nào con ngựa ăn cỏ cả hai mồm cùng một lúc. Tuy thế, đại vương chẳng có gì phải lo sợ chuyện đó cả, hãy kể tiếp giấc mộng thứ sáu. Thì Đức Phật giải thích là
sau này cái thời Suy Vi đó, thì những cái người mà xử án đó, nó ăn tiền cả cái người người kiện và người bị kiện. Hay quá. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy người ta cầm một cái bát vàng sáng loáng đáng giá 100.000 đồng tiền, lại đưa ra mời một con chó rừng già nua tiểu tiện vào đấy. Và trẫm thấy con vật kia đã làm như vậy, đó là giấc mộng thứ 6, việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng chỉ thành hiện thực trong tương lai, khi các vua chúa dù xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc lại không tin dùng các vương tôn công tử quý phái từ xưa, mà đem ban chức tước cho bọn hạ đẳng, khiến đám quý tộc phải sa sút nghèo hèn, và đám cùng đinh lên ngôi cao trọng. Sau đó những danh gia vọng tộc bị quẩn bách bần cùng, phải cố tìm kế mưu sinh bằng cách nương tựa vào đám người trưởng giả mới lên và đem con gái mình gả cho chúng. Như vậy mối nhân duyên kết hợp bầy tiểu thư đài cát với đám tục tử hạ lưu có khác gì việc con chó rừng già tiểu tiện vào cái bát vàng kia? Tuy thế đại vương chẳng có gì phải lo ngại cả, hãy kể tiếp giấc mộng thứ 7 đi. Bạch Đức Thế Tôn, có một kẻ đan sợi dây thần, trong khi vừa đan nó lại vừa thả dây này xuống chân dưới ghế ngồi. Khi ấy có một con chó cái rừng đói mồi nên cứ ăn mãi sợi dây thần kia mà người ấy chẳng hề biết. Đó là giấc mơ thứ 7 mà trẫm đã thấy, việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho tới thời vị lai. Khi ấy đám nữ nhân đầy tham dục chạy theo bọn đàn ông và rượu nồng ngọc ngà, trang sức vàng bạc lê bước khắp nẻo đường, thọ hưởng mọi lạc thú trần gian. Trong lối sống phóng đãng hoang phí kia, chúng cũng say sưa bên men rượu nồng cùng bọn tình nhân. Chúng cứ phô trương đủ thứ vòng hoa, sáp thơm, thật bóng lộn, chẳng còn quan tâm đến việc tề gia nội trợ dù cấp bách đến đâu đi nữa. Chúng chỉ suốt ngày chờ đợi bọn tình nhân, cứ nhìn qua khe hở cao tích ở ngoài vách tường quanh nhà. Chúng lại đem hết thóc giống để dành gieo hạt ngày sau ra giã làm bột cốt để ăn chơi thỏa thích. Bằng mọi cách trên, chúng lấy hết kho thóc lúa do công lao của chồng chúng làm ra trên đồng ruộng. Chúng sâu xé tài sản của bọn đàn ông khốn khổ kia, có khác gì con chó rừng đói mồi dưới chân ghế cứ gặm hết đoạn dây thừng trong lúc người ấy đang kết dây lại. Tuy vậy đại vương chẳng có gì phải sợ hãi cả, hãy kể giấc mộng thứ 8 của đại vương đi. Nếu quý vị cứ nghe kỹ thì sau này về chúng ta nghe lại cái bài pháp này thì chúng ta thấy rằng Đức Phật giải thích những cái giấc mộng của vua rất là hay. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy tại Hoàng Môn có một bình lớn đầy nước tận miệng, ở giữa có một số bình trống không, rồi từ bốn phương có bốn dòng người gồm cả bốn giai cấp Sát Đế Lỵ, Bà La Môn, Vệ Xá, Thủ Đà La liên tục mang nước trong các bình đất đến đổ vào chiếc bình lớn kia, làm nước tràn chảy hết ra ngoài. Tuy vậy họ vẫn cứ đổ mãi nước vào bình đã tràn ấy mà chẳng có người nào thèm liếc mắt tới những bình trống trơn kia cả. Đó là giấc mơ thứ 8 của trẫm,
xin cho biết có việc gì xảy ra chăng? Giấc mơ này cũng chẳng thành hiện thực cho tới thời vị lai. Khi ấy thế giới sẽ suy tàn, vương quốc trở thành kiệt quệ, vua chúa sẽ nghèo khó và sinh thói sang tham. Người giàu nhất trong đám vua chúa cũng không thể có nhiều hơn 100.000 đồng tiền trong kho. Trong lúc túng quẫn, bọn vua chúa này bắt toàn dân ra sức làm việc cho họ. Vì thế, để phụng sự vua, dân chúng bỏ hết công việc riêng của mình, đi gieo hạt lúa, đậu, trông coi, gặt hái, đập giá và cất vào công khố để phụng sự vua. Dân chúng phải trồng mía, làm đường, nấu mật để phụng sự vua. Dân chúng phải trồng vườn hoa, vườn trái và thu hoạch hoa màu. Khi thu hoạch đủ loại sản phẩm, chúng đem chứa đầy vào các kho tích trữ của vua chúa đến tràn lan, mà chẳng khác gì đổ tràn các bình đã đầy mà chẳng quan tâm những bình trống rỗng. Tuy nhiên, đại vương chẳng có gì phải lo sợ vì việc ấy cả. Hãy kể cho ta nghe giấc mộng thứ 9. Quý vị thấy là cái giấc mộng này á, là thấy có rất nhiều người đem đến đổ vào một cái bình, bình nước mà cái bình đó đầy rồi mà cứ đổ hoài, trong khi cái những bình kia thì không có. Thì đây á, Đức Phật nói rằng trong cái thời mạt đó, các vua chúa san tham bắt dân chúng phải làm những cái việc để cung cấp cho nhà vua, trong khi đó nhà vua thì thừa thải, mà có rất nhiều người phải đói khổ. Câu thứ 9 này cũng hay nè. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy một hồ sâu có bờ cao bao quanh, mọc đầy năm loại sen. Từ bốn phía hồ, các loài vật hai chân, bốn chân kéo đến từng đàn để uống nước. Chính giữa hồ thì nước sâu lại đục ngầu như quấy bùn, nhưng nước lại trong trẻo lấp lánh ở các bờ hồ, nơi đủ loại súc vật bước xuống uống ăn. Đó là giấc mộng thứ 9 của trẫm. Chuyện gì sẽ xảy ra từ điểm ấy chăng? Giấc mơ này cũng chỉ thành hiện thực ở thời tương lai. Thời ấy vua chúa trở thành bất công, cai trị theo ý muốn và sở thích riêng của mình, nên không xử án theo công lý. Bọn vua chúa này thèm khát vàng bạc và gia tăng việc nhận hối lộ. Họ không tỏ lòng thương xót yêu mến dân chúng của mình, mà lại tàn ác vơ vét của cải bằng cách chà đạp bọn bề tôi như là ép mía, và đánh thuế dân đến độ đồng xu chẳng còn dính túi. Vì không thể nào trả nổi sưu thuế đè nặng trên lưng, dân chúng khắp thị thành làng mạc sẽ bỏ trốn tìm nơi trú ẩn ở các vùng biên địa của xứ sở, nên trung tâm của tổ quốc trở thành chốn hoang vu, trong khi vùng biên địa lại đông đúc dân chúng. Chuyện ấy cũng giống như nước ở giữa hồ vẫn đục, còn ở bờ hồ lại trong trẻo. Tuy vậy, đại vương chẳng có gì phải lo sợ việc ấy cả. Hãy kể cho ta nghe giấc mộng thứ 10. Nếu quý vị thấy cái giấc mộng thứ 9 này cũng rất là hay, ở chỗ là vua siêu cao thuế nặng, chèn ép dân quá, riết là dân bỏ đi. Cho nên cái hồ nước ở giữa đó thì đục, mà ở hai bên thì lại trong là như vậy. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy cơm sôi trong nồi mà không được trộn cho đều. Vì không được khuấy đều nên nồi gạo giống như được chia ra ba phần rõ rệt theo ba giai đoạn nấu cơm. Phần thì nhão nhẹt, phần thì sống sượng, phần thì vừa chín thật ngon. Đó là giấc mộng thứ 10 của trẫm. Việc gì sẽ xảy ra từ điểm ấy? Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thật cho đến thời vị lai. Thời ấy vua chúa bất công, dân chúng dưới quyền cũng trở thành bất chánh. Các bà la môn,
gia chủ, thị dân, nông dân cũng thế. Đúng vậy, dân chúng đều thành ra bất chánh cả, ngay những bà la môn thông thái. Kế đó, các thần linh hộ trì chúng, những thần linh mà chúng thường tế lễ như thần cây cối, thần giữa không gian cũng trở thành bất chánh luôn. Ngay cả gió thổi qua quốc độ của các hôn quân này cũng trở thành cuồng phong hỗn loạn, làm rung chuyển các đền đài trên thiên giới, khiến chư thần trên đó phẫn nộ, không cho mưa rơi xuống, hoặc là nếu có mưa đi nữa cũng chẳng rơi đều khắp quốc độ cùng một lúc. Cũng chẳng có những cơn mưa giông lớn tốt lành tưới đều trên các vùng đất cày cấy gieo hạt để giúp dân chúng đang cơn túng quẫn. Vì thế, trong một quốc gia rộng lớn, trong mỗi thôn làng hồ ao mưa không rơi xuống cùng một lúc, trong cùng một phạm vi. Nếu mưa ở phần trên thì không mưa ở phần dưới. Nơi này mùa màng bị hư hại nặng vì úng thủy, nơi kia lại khô cằn vì hạn hán, nơi khác nữa lại thịnh vượng nhờ những cơn mưa thuận gió hòa đều đặn. Thế là mùa màng trong cùng một quốc độ như cơm trong một nồi sẽ không giống nhau. Tuy thế đại vương không có gì phải lo sợ vì chuyện đó cả. Hãy kể cho ta nghe giấc mộng thứ 11 đi. Cái giấc mơ thứ 11 này cũng quan trọng, quý vị lưu ý. Bạch Thế Tôn hình như trẫm thấy bơ tươi được đem đi đổi lấy gỗ chiên đàn trầm hương trị giá cả 100.000 đồng tiền. Đó là giấc mơ thứ 11, có điều gì xảy ra từ đó chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời Vị Lai, ngày mà giáo pháp của ta suy tàn. Cái này nói về giáo pháp của Đức Phật đó. Vào thời đó, nhiều tỳ kheo tham lam, vô tàm, vô quý sẽ xuất hiện. Chỉ vì miếng cơm manh áo mà chúng thuyết giảng chính giáo pháp ta đã truyền bá cốt để tận diệt dục tham. Do chúng từ bỏ giáo hội chỉ vì lợi dưỡng tấm thân và đứng vào hàng ngũ của bọn tà giáo, nên chúng không thể giảng chánh pháp đưa đến Niết Bàn. Không, chúng chỉ suy nghĩ trong lúc giảng pháp làm sao dùng đủ lời lẽ hoa mỹ và giọng nói ngọt ngào để dụ dỗ quần chúng đem cho chúng thực phẩm, y phục đắt tiền cùng các thứ đại loại như thế, và chỉ chuyên tâm đến lợi dưỡng cúng dường. Có những kẻ ngồi ở đại lộ, góc đường, hoàng môn, cúi mình xuống giảng pháp vì tiền, vì các đồng tiền lớn nhỏ. Và trong khi chúng đem bán rẻ giáo pháp đưa đến Niết Bàn vô giá để đổi lấy thực phẩm y phục, vàng bạc, thì chúng có khác gì kẻ đem đổi gỗ chiên đàn đáng giá 100.000 đồng để lấy thứ bơ tươi kia? Tuy thế đại vương chẳng có gì phải lo sợ chuyện ấy cả. Hãy kể giấc mộng thứ 12 cho ta nghe. Bạch Thế Tôn trẫm thấy dây bí bầu rỗng ruột lại chìm xuống nước, vậy có điều gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành hiện thực cho đến thời Vị Lai. Có vua chúa bất công, thế giới điên đảo. Thời ấy vua chúa không quý trọng những người dòng dõi quý tộc mà chỉ ưu đãi bọn hạ đẳng, nên bọn này sẽ thành ra những chúa tể quyền cao chức trọng, trong khi đám quý tộc phải bị dìm xuống cảnh nghèo khổ. Cũng vậy, ở chốn triều đình, ở cung môn, tại sảnh đường hay tòa án, chỉ có lời nói của bọn hạ đẳng mà xác lập vững vàng, như thể chìm tận đáy nước. Ngay trong tứ sự cúng dường thực phẩm y phục sàng tọa dược liệu cũng vậy, chỉ ý kiến của kẻ ác dục suy đồi được xem là có quyền định đoạt, chứ không phải ý kiến của các tỳ kheo biết thiểu dục tri thức. Chuyện như thế khắp nơi chẳng khác gì cảnh dây bầu bí rỗng ruột lại chìm.
Tuy vậy đại vương không có gì phải lo sợ chuyện đó cả. Hãy kể giấc mộng thứ 13 cho ta nghe. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy những tảng đá lớn bằng ngôi nhà lại nổi bồng bềnh như thuyền bè trên nước. Vậy việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng không thành sự thật cho tới thời vị lai như ta đã nói trên. Thời ấy vua chúa Bất Công tận dụng đám người hạ đẳng, chúng sẽ trở thành các chúa tể đầy quyền lực trong lúc đám người quý tộc sa sút nghèo khổ. Người ta không còn tôn sùng quý tộc mà chỉ tôn sùng bọn mới giàu sang mà thôi. Lúc vua lâm triều, trong phòng họp cơ mật hay ở chốn pháp đình, lời nói của các vị quý tộc tinh thông luật pháp, chính các tảng đá lớn tượng trưng cho hạ người này, lại trôi dạt bồng bềnh chứ chẳng lắng sâu vào tâm tư mọi người. Khi các vị này cất tiếng thì bọn trưởng giả mới nổi sẽ cười nhạo khinh bỉ bảo nhau: các tên kia đang nói gì thế? Cũng vậy, trong các hội chúng tỳ kheo, giống như đã nói trên, người ta không biết kính trọng những bậc tối thắng giữa hàng sa môn, nên lời nói của các vị này không lắng động lại mà chỉ trôi dật dờ đi mất, chẳng khác nào tảng đá nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tuy nhiên đại vương không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả. Hãy kể tiếp cho ta nghe giấc mộng thứ 14. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy những con nhái bén chẳng lớn hơn những cánh hoa bé tí teo lại nhanh nhẹn săn bắt con rắn khổng lồ, cắn xé chúng ra từng khúc như các ngó sen và nhai ngấu nghiến chúng trong chốc lát là xong. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mộng này cũng chẳng thành sự thật cho tới thời vị lai. Những việc trước ta đã nói, thời thế giới suy tàn, lúc ấy tham ái của bọn nam nhân nổi lên quá mãnh liệt, dục vọng quá nồng nàn, đến độ chúng trở thành lũ nô lệ cho bọn hầu thiếp còn trẻ con. Trong nhà, từ những kẻ tôi tớ làm công, trâu bò, heo gà, vàng bạc cho đến mọi vật khác đều tùy thuộc đám thê thiếp định đoạt. Giả sử người chồng khốn khổ kia hỏi xem tiền bạc áo quần để ở đâu, liền được đáp rằng nó để ở đâu mặc kệ nó, chàng ta phải lo chuyện mình đi, đừng hỏi han gì lôi thôi về việc trong nhà vợ chàng ta cả. Rồi sau đó bằng mọi cách bọn thê thiếp kia dùng lời người chồng như bầy nô lệ tôi tớ, như vậy chẳng khác gì lũ nhái bén chẳng lớn hơn cái hoa tí xíu lại nuốt chửng rắn hổ mang. Tuy nhiên ngài chẳng có gì phải lo lắng về việc đó cả. Hãy nói cho ta nghe giấc mộng thứ 15. Bạch Thế Tôn, hình như trẫm thấy một con quạ đồng quê đầy đủ 10 ác hạnh lại được một đoàn tùy tùng gồm toàn chim quý hộ tống. Những con chim này màu lông vàng ánh, thường được đặt tên là Kim Nga Vương Giả. Việc gì sẽ xảy ra chăng? Giấc mơ này, thưa đại vương, cũng không thành tựu cho đến thời vị lai. Thời đại các quốc vương suy thoái, đó là thời xuất hiện những vị vua chẳng hiểu biết gì về võ thuật voi ngựa và lại hèn nhát khi ra trận. Vì sợ bị trút phế hay tống xuất ra khỏi vương quốc, nên chúng đưa những bọn cận vệ hầu tắm, hớt tóc, đại loại như thế lên nắm quyền thay vì đưa nhóm người quý tộc lên. Như vậy, đám người này không được hưởng ơn vua lọc nước, nên không đủ sức cấp dưỡng cho mình, đành phải cam chịu hạ mình chầu hầu bọn trưởng giả mới, giống như con chim quạ được đám Kim Nga Vương theo hầu. Tuy thế, đại vương không có gì phải lo sợ về điều ấy cả. Hãy kể giấc mơ thứ 16 cho ta. Giấc mơ thứ 16 này, quý vị nên lắng nghe cho kỹ nha.
Xưa nay chính loại hổ báo săn bắt Sơn Dương, nhưng hình như trẫm mơ thấy Sơn Dương săn bắt hổ báo và xé xác ăn rau ráu. Trong lúc vừa thấy bóng bầy dê từ đàn xa, bầy chó sói hoảng hốt chạy trốn và lập tức giấu mình vào bụi rậm. Đó là giấc mơ của trẫm, việc gì sẽ xảy ra chăng? Quý vị thấy lạ ha? Con chó sói thấy con dê mà sợ chứ. Giấc mơ này, thưa đại vương, cũng không thành hiện thực cho đến thời Vị Lai, thời vua chúa Bắc Minh cai trị. Thời ấy, bọn hạ đẳng nắm quyền cao chức trọng và được nhiều ân sủng của vua chúa. Trong lúc đám quý tộc xa vào cảnh bần cùng tối tăm, vì có được nhiều thế lực trong tòa án do ân sủng của vua ban, bọn mới giàu sang này đòi tước đoạt quyền tư hữu, đất đai, y phục và mọi tài sản do tổ tiên để lại của đám quý tộc xưa. Khi đám người này cố binh vực cho quyền lợi của họ trước tòa án, liền bị đám hầu cận thân tín của vua lấy gậy gộc đánh đập, nắm cổ, quăng ra ngoài với lời thô bỉ đại khái là: liệu thần hồn đấy, bọn ngu si kia, sao các ngươi muốn tranh giành với chúng ta ư? Đức vua sẽ biết được sự hỗn láo của các ngươi, rồi chúng ta sẽ sai chặt tay chân của các ngươi ra và trừng phạt thích đáng cả lũ. Sau đó đám người quý tộc kinh hoảng, nhận ra rằng tài sản của họ nay đã trở thành tài sản của đám người thống trị mới quá khắc nghiệt kia, nên phải yêu cầu bọn mới được ân sủng này nhận lấy tài sản của họ. Rồi họ vội vã về nhà trốn tránh trong nỗi lo âu sợ hãi. Cũng vậy, các ác tỳ kheo tha hồ khủng bố, tiêu diệt các tỳ kheo hiền thiện, xứng đáng cho đến khi người này không thấy còn ai bảo vệ mình nữa, đành phải trốn vào rừng sâu. Như vậy, sự đàn áp hội chúng quý tộc và thiện tỳ kheo cũng giống như bầy chó sói bị bầy dê hăm dọa. Cái giấc mơ thứ 16 này có giống không? Có giống thời đại bây giờ không? Thật ra cái này Đức Phật nói ngày xưa rồi, chứ đâu phải mình nói đâu. Đức Phật đã tiên đoán cái giấc mộng của vua Ba Tư Nặc, và Ngài thấy rõ đây nè, quý vị nghe nè. Thầy đọc lại một cái đoạn này để cho quý vị nghe thật rõ nè. Thời vua chúa Bắc Minh cai trị, thời ấy bọn hạ đẳng được nắm quyền cao chức trọng và được nhiều ân sủng của vua chúa. Trong lúc đám quý tộc xa vào cảnh bần cùng tối tăm, đó quý vị cứ ngồi suy nghĩ xem. Vì có được nhiều thế lực trong tòa án do ân sủng của vua ban, bọn mới giàu sang này đòi tước đoạt quyền tư hữu, đất đai, y phục và mọi tài sản do tổ tiên để lại của đám quý tộc xưa. Khi đám người này cố binh vực cho quyền lợi của họ trước tòa án, liền bị đám hầu cận thân tín của vua lấy gậy gộc đánh đập, nắm cổ quăng ra ngoài với lời thô bỉ đại khái là: liệu thần hồn đấy, bọn ngu si kia, sao các ngươi muốn tranh giành với chúng ta ư? Đức vua sẽ biết được sự hỗn láo của các ngươi, rồi chúng ta sẽ sai chặt tay chân của các ngươi và trừng phạt đích đáng. Sau đó đám người quý tộc kinh hoảng, nhận ra rằng tài sản của họ nay đã trở thành tài sản của đám người thống trị mới quá khắc nghiệt kia. Tài sản của mình bây giờ lại rơi vào tay của người khác. Cái này trong kinh nói chứ không phải thầy nói đâu. Sau đó đám người quý tộc kinh hoảng, nhận ra rằng tài sản của họ nay đã trở thành tài sản của đám người thống trị mới quá khắc nghiệt kia, nên phải yêu cầu bọn họ mới được ân sủng này nhận lấy tài sản của họ. Rồi họ vội vã về nhà trốn tránh trong nỗi lo âu sợ hãi. Mình mất của mà không dám nói. Ở đây Đức Phật nói tiếp: tuy nhiên Ngài không có gì phải sợ hãi chuyện ấy cả, vì giấc mộng này cũng chỉ liên hệ đến thời tương lai mà thôi.
Như vậy không phải vì chân lý hay lòng yêu mến đại vương khiến cho các bà la môn tiên đoán như cách họ đã nói với đại vương đâu. Đó chỉ là lòng tham muốn lợi dưỡng cái tri thức được nuôi dưỡng bởi tham dục làm cho họ thốt ra những lời nói đem mối lợi phần mình mà thôi. Qua câu chuyện vua Ba Tư Nặc mơ thấy 16 giấc mơ kỳ bí, trong lúc tâm lý hoảng loạn về 16 cái giấc mơ này, đem ra hỏi các vị Bà La Môn. Các vị đó nói rằng đây là điềm xấu, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng, địa vị và tài sản của vua. Muốn hóa giải được cái điềm xấu này thì cần phải cúng tế, cụ thể là giết các cái loài súc vật để cúng các thần linh cầu bình an cho vua. Khi vua trong lúc đang lo lắng thì nghe những vị Bà La Môn nói như vậy, liền chấp nhận. Đang dự định thực hiện cái việc tế lễ thì người vợ là Hoàng hậu Mạc Lợi khuyên vua lên gặp Đức Phật. Và khi đến thì Đức Phật đã giải thích cho vua 16 cái giấc mơ kỳ bí này. Sau khi giải thích xong, vua cảm thấy an tâm và rất mừng là không có thực hiện cái việc tế lễ giết hại súc sinh nữa. Qua đó cho chúng ta một bài học là khi mình có những cái giấc mộng thì giấc mộng này là thật hay là giả? Thật hay giả? Thân này thật hay giả? Thân này là giả thì mộng cũng giả chứ có gì đâu mà thật. Và chúng ta phải hiểu rằng khi mình có những giấc mộng như vậy, không nên đem hỏi mấy ông thầy bói. Người nào mà hỏi mấy ông thầy bói thì coi chừng, coi chừng. Bởi vì mấy ông thì chỉ bày ra là cúng tế thôi. Mà xin thưa với quý vị, mình muốn cầu an mà giết những con vật để cầu bình an cho mình như vậy có hợp lý không? Không thể hợp lý được. Bởi vì khi chúng ta giết một con vật là cướp đi một mạng sống, là tạo thêm một cái sự oán thù, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta giết 10 con thì tăng thêm 10 cái sự oán thù, 100 con, 1000 con, 1 vạn con thì tăng lên 1 vạn sự oán thù. Như vậy chúng ta cầu bình an mà lại tạo thêm cái oán thù như vậy thì làm sao mà bình an? Điều này không phù hợp với nhân quả. Như vậy nếu chúng ta muốn cầu bình an, muốn hóa giải được những cái nghiệp chướng, những cái điều xấu xa, thì mình phải làm gì? Phải làm những điều thiện chứ, đúng không ạ? Mình phải bố thí, phải phóng sanh, phải làm những điều tốt đẹp. Cái nhân tốt mới có quả tốt chứ. Sao mà mình muốn được cái điều tốt hóa giải những cái xấu mà mình lại đi giết súc vật? Mà giết súc vật đó là ác hay là thiện? Là ác. Thì ác thì chúng ta lại tăng thêm cái ác, không thể là có cái thiện được. Do tâm lý gì? Do tâm lý là sợ bản thân mình bị tai nạn, sợ mất địa vị, sợ mất tài sản. Và chính những ông thầy bói, những ông thầy Bà La Môn này đánh vào cái tâm lý đó. Cho nên cần phải cúng tế để hóa giải cái điểm xấu này đi. Thì lúc hoảng loạn đó
vua cũng không bình tĩnh sáng suốt và chấp nhận. May là hoàng hậu Mạc Lợi còn sáng suốt và hướng dẫn vua đến gặp Đức Phật, và Đức Phật đã giải thích cho 16 cái giấc mộng này. Sau đó thì vua an tâm. Qua 16 cái giấc mộng này, quý vị sau này chịu khó về nghe lại kỹ, và chúng ta thấy rất là hay những lời Đức Phật đoán hình như xảy ra trong thời của chúng ta rất là nhiều. Trước khi dứt lời, xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử và gia quyến luôn được an vui hạnh phúc và tinh tấn trên con đường tu học Phật Pháp. Nam Mô A Di Đà Phật.